ra thì bạn Lucky cũng giống như một cái tính cách của một con người thôi, cũng có lúc đau ốm rồi có lúc bệnh tật, thì giống như con người thì đau ốm bệnh tật thì đều có cần phải có người thân bên cạnh, giống như bạn Lucky thế thôi. Nhưng lúc mà đau ốm bệnh tật thì bắt buộc phải là cán bộ huấn luyện ở bên cạnh để chăm sóc. Muốn bạn Lucky mà nhanh khỏe bệnh hơn đó, thì cán bộ huấn luyện là người đầu tiên chăm sóc, cho ăn cho uống rồi cho uống từng miếng nước, cho ăn, thậm chí phải đút từng miếng để cho ăn, để cho bạn Lucky có thể nhanh khỏi bệnh hơn. Rồi xem chế độ ăn uống rồi chế độ thuốc thang của bạn Lucky, phải bắt buộc phải theo dõi thường xuyên 24/24 trên 24/24 để xem là tình trạng sức khỏe có thể tốt hơn chưa hay là tiến triển xấu hơn. Vì là cái chó thì nó không thể nói ra tiếng, nên bắt buộc là mình phải tìm hiểu là các cái giác quan rồi các cái bệnh trên người, xem da rồi có như thế nào hay không, thì bắt buộc là phải theo dõi thường xuyên. Thế nên là trong cái công tác chăm sóc cũng như là nuôi dưỡng cũng cũng phải là quan tâm thường xuyên chứ không thể mà bỏ bê được. Như mấy cái bạn chó này mà nếu để bỏ bê thường xuyên thì mấy bạn là sẽ xuống sức ngay. Thế nên là cái công tác mà chăm sóc và nuôi dưỡng cũng là một phần quan trọng trong cái công tác huấn luyện. Tháng 7 năm 2019 là mình bắt đầu nhận và huấn luyện, thì cũng trải qua hơn 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 2 năm gắn bó với nhau thì cũng cũng có nhiều cái để mà nhắc lại. Thì lúc đầu thì bản thân cũng cũng chưa có kinh nghiệm gì hết, cầm bạn Lucky thì nói chung lúc đầu ai cũng có là cảm giác sợ chó hết, và sau một thời gian cầm thì bắt đầu là mình thân hòa rồi thì bắt đầu tập luyện. Thì sau thời gian tập luyện thì tình cảm giữa mình và
bạn Lucky thì bắt đầu gắn kết hơn. Bạn Lucky bắt đầu tuân cái khẩu lệnh của mình nói hơn, thì tất cả các cái động tác mình điều khiển thì bạn Lucky bắt đầu là chấp hành. Từ tập luyện đến những lúc đi chơi thì bạn Lucky nói chung bắt đầu ngoan hơn so với cái lúc mà mình bắt đầu nhận. Thì bắt đầu mình công tác ở đây thì vào đây ban giám đốc cũng như chị phó giám đốc phụ trách cơ sở 2 ở đây thì cũng quan tâm cực kỳ nhiều đến đời sống của cán bộ chiến sĩ. Trong lúc tập luyện thì cũng có nhiều khó khăn vì 2 năm vừa rồi là dịch bệnh Covid-19 cũng đang ở mức cao trào, thế nên là môi trường sân bãi tập có nhiều cái là mình chưa 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 để đủ để điều kiện để đáp ứng cho bạn Lucky có thể mà phát huy hết cái khả năng làm việc của mình. Như bạn Lucky đang đang theo là chuyên khoa truy tìm dấu vết mùi hơi người thì bắt buộc là phải có những cái địa hình địa vật nói chung cũng phải là khác nhau để mà tạo cho bạn Lucky có thể là phát huy hết cái khả năng của mình. Thế nên là do thời gian gần đây thì dịch bệnh cũng đang ở mức cao điểm, thế nên đơn vị cũng không giải quyết cho cán bộ chiến sĩ có thể ra ngoài được tập luyện giống như bình thường, nên là cũng hạn chế được nhiều cái cách tập của cán bộ huấn luyện. Và khó khăn về của cán bộ huấn luyện thì nói chung dịch bệnh thì cũng không được về nhà giống như mấy năm trước, thì cũng cả một năm rồi cũng không về nhà, nên là ở đây có vui buồn thì cũng nhiều lúc cũng dắt bạn chó Lucky ra đi dạo cho khuây khỏa hơn, thì nói chung cũng một phần nào giải trừ được cái vui buồn trong bản thân mình hơn. Bạn Lucky thì nói chung là vẫn có nhiều lần ra đi làm nhiệm vụ rồi. Tiêu biểu như là tháng 1 vừa rồi, tháng 1 năm 2021 thì bạn Lucky có đi làm nhiệm vụ ở BK02 của Công an tỉnh Bình Dương, thì cùng phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương cũng đi làm nhiệm vụ là giống như đi tuần tra trấn áp tội phạm, rồi thì vây bắt các cái ổ đánh bài bạc ở Bình Dương. Thì cũng có một hôm kỷ niệm đáng nhớ nhất là đi làm thì hôm đó là 10 giờ đêm thì nhận được tin báo của người dân là có một vụ đánh bài ở ở Bình Dương, thì sau đó là thì bên cũng phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương sau đó là đi tuần tra và vây bắt. Thì nói chung cái quãng đường từ lúc mà bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ đến lúc mà tiếp cận được đối tượng thì cũng là khá dài, cũng mấy cây số, phải vượt tất cả địa hình địa vật. Thì mới đầu đi làm thì cũng lo vì là sợ bạn Lucky là không thể mà đảm nhận được nhiệm vụ á, vì cái quãng đường nó quá dài. Nhưng mà sau đến lúc nhận nhiệm vụ á thì cũng dẫn bạn Lucky đi làm, nhưng mà cuối cùng thì bạn Lucky cũng hoàn thành được cái nhiệm vụ được cấp trên giao phó, là cũng tóm gọt được ổ đánh bài, sau đó về bàn giao cho địa phương chính quyền nơi ở. Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ thì được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giao nhiệm vụ, có 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là đào tạo huấn luyện cho công an các đơn vị địa phương và trại giam. Nhiệm vụ thứ hai là sử dụng động vật nghiệp vụ tham gia các chuyên án như tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, hay tham gia các chuyên án về ma túy, thuốc nổ và gián điệp mùi hơi người. Thì trong tình hình hiện nay thì đơn vị cũng đã góp một phần nhỏ cái sức lực của mình để góp phần bảo vệ an ninh trật tự, giúp cho người dân có cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn. Đó là cái nhiệm vụ của chúng tôi. Như mình cũng thấy là cái nhiệm vụ này là nó đặc thù, thì chúng tôi huấn luyện ra những chú chó rất là thông minh và chuyên về cái từng chuyên khoa lĩnh vực khác nhau, như là truy tìm dấu vết mùi hơi người, ma túy, thuốc nổ và gián điệp mùi hơi người, cứu hộ cứu nạn. Thì từng chuyên khoa nghiệp vụ thì các chú chó nó cũng sẽ được lựa chọn khác nhau để về cái loại hình thần kinh cũng như phản ứng của nó để phục vụ tốt với chuyên khoa đó. Thì các chú chó thì mình biết là không thể nào nói được, nhưng mà khi mà huấn luyện viên sẽ phải hiểu được cái tâm tư của chú chó của mình huấn luyện và
đưa ra cái cách huấn luyện tốt nhất làm sao mà đảm bảo được cái yêu cầu đề ra. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop.
Thank you.